những kiến thức trọng tâm cần nhớ môn sử. Liên Xô và các nước Đông Âu, 1945-1991. Phần 3. 21. Điểm tương đồng trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô và công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam là tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài. 22. Giai đoạn 1990-1995, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên bang Nga luôn là số âm, 1990-3,6%, 1995-4,1%. 23. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã khiến cho trật tự thế giới hai cực Lan Ta hoàn toàn sụp đổ. Vì cực Liên Xô đã sụp đổ, chỉ còn lại cực duy nhất là Mỹ. 24. Nguyên nhân cơ bản làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học với đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thiếu dân chủ. 25. Về đối ngoại, trong những năm cuối thế kỷ 20, một mặt Liên bang Nga ngã về phương Tây với hy vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế, mặt khác khôi phục quan hệ với các nước châu Á. 26. Liên Xô đi đầu thế giới trong công nghiệp điện hạt nhân và nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Liên Xô. 27. Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là Boris Nikolaevich Yeltsin. 28. Một trong những đường lối đối ngoại của Liên bang Nga trong thập niên 90 của thế kỷ 20 là khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á. 29. Nét nổi bật trong đối nội ở Liên bang Nga giai đoạn 1991-2000 là sự tranh chấp giữa các đảng phái. 30. Năm 2000, Vladimir Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga. 31. Mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi lên cầm quyền là nâng cao vị trí của cường quốc Á-Âu trên trường chính trị thế giới.